Xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm vấn đề là cái bánh xe của Quay S110 hay xe đời mới bây giờ như xe Quay Black hay là Quay A110 và đời mới bây giờ đó. Thì cái này là cái bánh xe những cho những chiếc xe đó và là gắn lên chiếc xe rim này. Thì khi gắn lên á thì đây là cái máy đùm rim. Thì mình sẽ tận dụng lại xài, nhưng mà cũ mình ta tận dụng xài á thì cái bố thắng của nó khi mà gắn vào á nó ăn được có một, nói chung là chắc 10 phần ăn được 7 phần, còn 3 phần không, nó không ăn hết, không bám hết. Thì nguyên nhân là cái gờ này đó, cái gờ này thì chúng ta muốn sử dụng cho nó ăn hết cái mặt bố này á, để cho thắng nó sẽ ăn hơn, thì chúng ta phải tiện cái này đi, hoặc là chúng ta thay cái má đúng của nó, đúng cái má của nó thì vô nó sẽ vô hơn. Nhưng mà đây thì chủ xe mình sẽ tận dụng lại, nhưng mà cũ họ ráp vô nó không có chính xác. Họ canh một sắp lông đền bên đây, mình đang chêm này. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái cục này, mình sẽ vớt cái này đi một xíu để cho nó bố nó bám đủ vô cái mặt này, đạp thẳng nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ ăn hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nổ máy lên để cho nó tiện cái này. Khi mình bào cái này xong rồi, nhưng mà cái bố này nó bám vô ở trong này nó cũng chưa đủ, nó còn thiếu một khúc nữa, còn thiếu một khúc nữa mới tới được trong đây. Thì bây giờ mình sẽ bào luôn cái này, bào luôn cái này. Thì cái vấn đề bào hay vớt cái này thì mình cũng có chế một cái cây, cái này cái cây bào chỉnh phục trước. Nếu chúng ta gắn phục Wenfa vô xe rim hay xe Quay Trung Quốc thì nó sẽ hơi bị cái gù hơi bị to một tí xíu á, hay hẹp quá, thì chúng ta mình chế cái này để bào. Rồi sẵn mình bào cái này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bào cái này rồi mình sẽ gắn vô thử để cho nó đủ ăn hết vô cái góc trong đây, để cho mặt bố nó bám nhiều hơn. Bây giờ mình đã bào xong cái vấn đề cái này xong rồi, và nó cũng đã bám đủ vô trong đây. Đó, cái đường này nè, cái bố thắng đã đụng vô tới trong đây nè, là nó vừa y với cái bố này, mặt bố này rồi. Đó, giờ là chúng ta